Hiện tại thì bên kênh Quân Torico News của mình đã làm một video liên quan tới việc là xếp hạng cho những chú rồng Berserker và nói về việc là quay xe với chú rồng Bad White Berserker. Các bạn đừng bỏ qua video này để mà chúng ta có sự đầu tư đúng đắn cho dòng Berserker các bạn nhé. Quá chuẩn luôn! Xin chào thân ái và quyết thắng, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình là Quân Torico đây. Rất vui khi là bạn trong video khám phá Run City và xin chúc bạn có một ngày thật là tốt lành, tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Và trước mắt chúng ta đây đang là sự kiện mới nhất, cuộc đua Hellrich của tháng 6, cuộc đua đáng mong chờ nhất trong dịp sinh nhật của tựa game Run City lần thứ 12. Và xin trân trọng thông báo với các bạn, đây là cuộc đua Hellrich khó nhất trong lịch sử của tựa game Run City tính tới thời điểm hiện tại nha các bạn. Và đó chính là cuộc đua Hellrich của chú rồng Hellrich VIP 2 Ascend Supreme nha các bạn. Và xin phép cho mình chỉnh lại cách đọc của chú rồng này. Trong những video trước thì mình đọc là 2 Ascend Supreme, nhưng mà bây giờ mình đọc lại là Supreme rồi các bạn á, cho nó gọi là gần đúng với là nguyên tắc hơn các bạn á. Ok, và đây cũng chính là chú rồng mà chúng ta đã mong chờ những video và ngày mà chú rồng này được ra mắt, cũng như là việc mà cuộc đua Hellrich cực kỳ khó khăn chúng ta đã có review qua, nhưng bây giờ cái độ khó của nó đã được tăng lên gấp nhiều lần các bạn nhá. Bởi vì sao? Bởi vì cuộc đua này yêu cầu chúng ta ít nhất là phải từ láp 20 trở lên các bạn nhá. Các bạn không nghe nhầm đâu, cuộc đua này đã khó như gì rồi mà còn bắt chúng ta ít nhất phải từ láp 20 trở lên thì mới được tính xếp hạng các bạn nhá. Có nghĩa là từ trước tới giờ các bạn xem thử là có cuộc đua rít nào mà cái độ yêu cầu ít nhất để mà được xếp hạng nó khó như cuộc đua này, khi mà lên lớp 20 đã là một cái điều gì đó mà nó cực kỳ khó khăn rồi các bạn ạ. Nó gì như kiểu là chúng ta cho thời gian từ 10 ngày lên 14 ngày ư? Cho thời gian nhiều như vậy để chúng ta làm cho mệt thôi các bạn ạ, chứ không phải là để mà chúng ta có thêm thời gian thư thả đua cho dễ dàng gì đó, không đâu các bạn ạ. Không hề, với cuộc đua này chúng ta độ khó đã được gia tăng, các bạn đánh giá là gấp 4 lần so với lại những cuộc đua Hellrich thông thường, mà đây là cuộc đua Hellrich VIP nha các bạn, VIP thông thường luôn, cũng là gấp 3, gấp 4 lần luôn các bạn nhá. Và với việc mà chúng ta chỉnh lên lớp 20 thì đây không còn gì là bàn cãi, cuộc đua khó nhất trong lịch sử của tựa game Run City tính tới thời điểm hiện tại rồi các bạn nhá. Vậy thì trong cuộc đua này có gì, bản đồ lắp ra sao, độ khó như thế nào thì hãy cùng mình tìm hiểu trong video này, và mình sẽ cùng đua với các bạn và cùng thử sức với cuộc đua khó nhất trong lịch sử Run City luôn nha các bạn. Ok, và đầu tiên thì mình sẽ nói đến việc là những cái điểm khác trong cuộc đua này, là mình nhấn mạnh cho các bạn đây là cuộc đua Hellrich VIP và chú rồng này cũng là Hellrich VIP có tiếng tăm nha các bạn. Nhưng khi chú rồng này có skin thì mới gọi là VIP đến một cái độ cao. Còn nếu như không có skin nữ thì sức mạnh của chú rồng này cũng rơi vào là một chú rồng Hellrich VIP ở tầm trung thôi nha các bạn. Tầm trung có nghĩa là chúng ta vẫn hơn một số những chú rồng Hellrich VIP khác, như là chú rồng hai ốc cất Titan nè, hay kể cả là hai voi Eternal. Còn với những chú rồng khác thì phải tùy thuộc hơn các bạn ạ. Cho nên là việc mà đầu tư chú rồng này siêu tầm thì giá trị rất là cao. Còn đầu tư khi mà không có skin thì cũng phải là một cái gì đấy mà chúng ta phải đắn đo suy nghĩ nha các bạn. Và tất nhiên rồi, với việc là có thể sở hữu được một cách mà free để mà chúng ta cày được thì nó cũng là một cái điều đấy rất là tuyệt vời. Nhưng cuộc đua này nó quá khó đi các bạn nhá. Nếu như các bạn nghĩ đến việc mà muốn đầu tư chú rồng này, muốn sưu tập chú rồng này và lấy được chú rồng này, thì các bạn hãy chuẩn bị tinh thần và chuẩn bị thời gian cũng như là game để mà chúng ta thích nghi với cuộc đua này nha các bạn. Cái gì đây? Phần thưởng top 2 và nói chung là top 4 tới 8 vẫn không thay đổi các bạn. Cái gì? Bắt chúng ta gọi là đua, gọi là phải lên từ nói chung là ít nhất 15 lên 20 mà phần thưởng thì vẫn y chang. Thiệt là buồn quá đi mà các bạn á. Ok, mình sẽ sơ qua cho phần thưởng ở đây. Sẽ gồm là lap 2 là 20 game này, lap 3 5 mảnh. Và lap 4 thì có 3 huy hiệu Berserker. Nói chung là chúng ta đang ở trong Divine Pass của chú rồng Hellrich VIP Berserker White Chip nha các bạn. Nên là lâu lâu sẽ send vào huy hiệu Berserker. Và sau đó là mảnh nè, rồi off nè. Mảnh thì chỉ có 5 thôi nha các bạn.
mình đoán chừng thì Mảnh chúng ta vẫn sẽ không thay đổi so với lại những cuộc đua Hybrid phía trước nha các bạn. Điều thay đổi ở đây là độ khó cũng như là yêu cầu phải lên ít nhất là lắp 20 thì mới được tính xếp hạng. Cái gì đây, vậy là hơi bị nản để mà lấy chú rồng này luôn các bạn ạ. Nản cực kỳ luôn, cái phần thưởng thì nó không có sự gia tăng. Nó có thay đổi thì chắc là cho mảnh Berserker vào mà tổng lại thì 8 mảnh các bạn ạ. Đấy, và có thêm gọi là off nè. Còn lắp 20 game thì vẫn như vậy rồi. Và khi mà cuộc đua này chúng ta gọi ra mắt với những gì mà chúng ta đã thấy thì mình quyết định các bạn nha, cái quyết định của mình là những cái nick khác của mình thì không đua các bạn nha. Những nick khác của mình thì lên lấy 20 game được rồi. Còn ở nick series này mình sẽ cùng với các bạn chúng ta trải nghiệm cái gọi là cuộc đua mà nó, mặc dù nói nó khó nha nhưng nó sẽ có cái sự kích thích ở đây. Đó là một cái thử thách lớn, một cái gì đấy mà nó rất là challenge các bạn ạ. Rất là để chúng ta làm kỷ niệm trong dịp sinh nhật Run City lần 12. Có thể chúng ta làm đến nỗi mà bị sang chấn tâm lý, làm đến nỗi mà mệt thở không ra hơi, hoặc là đang làm tới lắp bao nhiêu nản rồi nói là thôi, mình gọi là ban đầu mình nói mình theo các bạn mình đua cùng nhưng mà mình chấp nhận mình thua cuộc. Thì đấy, thì xem thử là chúng ta có rơi vào tình trạng đấy ở lắp bao nhiêu nha các bạn. Đấy, nhưng mình vẫn mong mình với các bạn sẽ cùng nhau đồng hành để mà hoàn thành ít nhất là cũng lên được lắp 20 để hoàn thành cái tiêu chí này. Mặc dù đó chỉ là cái tiêu chí thấp nhất thôi nha các bạn, bởi vì nếu như lỡ có ai mà lên trên lắp 23, 25 thì mình bó tay chào thua rồi đấy. Ở đấy thì mình gọi là chịu không nổi thiệt sự các bạn á. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ làm nhiệm vụ đầu tiên là thu vàng nha các bạn. Và tất nhiên thì trong cái cuộc đua nó khó khăn như thế này thì gọi là chúng ta phải xác định ngay từ đầu luôn là có xài game một cách hợp lý nè. Và chúng ta phải gọi là canh đo nói chung thời gian nè, rồi nói chung là cũng phải kết hợp những cái kinh nghiệm, những cái mẹo chúng ta vào để mà làm sao đấy trong vòng 14 ngày này đạt được ít nhất là lắp 20 nha các bạn. Nếu mà ít nhất lắp 15 thì mình không nói, ít nhất lắp 20 đó là cũng là một cái thử thách rất là lớn đối với mình đấy các bạn á. Nhất là với cái phong cách mà đua tàn tàn chúng ta thì nói không đi các bạn á, không có phải là đua tàn tàn đâu. Trời ơi, đua tàn tàn thì cũng gọi là hy sinh game nhiều thôi các bạn. Đấy, mà cũng nói chung là cũng stress lắm, không có vậy được đâu các bạn. Ok, mình bắt xong bọ nè, và giờ thì mình gọi thu hoạch trái cây nha. Các bạn lưu ý là trái cây đây thì ban đầu là mình trồng trái cây siêu cấp này nên lấy khá là nhanh. Nhưng khi mà mình trồng lại thì bây giờ không có chuyện là chúng ta để trái cây dài rồi chờ thời gian đâu. Thời gian đối với cuộc đua này là những gì mà chúng ta cần phải gọi là nói chung là tối ưu nha các bạn. Nên chúng ta phải trồng cây gọi là 30 giây thôi. Về sau là vật phẩm hơi bị nhiều đấy các bạn. Trái cây riêng lắp 4 mà lấy 21 quả bình thường là thấy nhiều đấy. Mà trong cuộc đua này các bạn, 21 ư, đó là một cái gì đó mà nó quá là bình thường. Bình thường phải là mấy chục các bạn nha, mấy chục đấy. Mà lên tới mấy cái lắp cao thì chắc là phải 3-4 chục rồi, có khi là lên 5-6 chục đấy. Ui ôi, nghe sợ quá, mình cũng không muốn hù các bạn đâu. Nhưng mà cái cuộc đua này nó đã là cái cơn ác mộng như vậy rồi các bạn nha. Ok, giờ mình sẽ thu gọi là, đây, mình sẽ thu ruby nha các bạn, thu vàng đấy. Và chúng ta sẽ có ở đây là út khoát, hình như là chúng ta có một cái chỗ chúng ta hồi bua nhỉ. Và đấy thì ở đây nè, giờ chúng ta sẽ thu được 6 chú bọ và hồi bua 1 chú bọ nha. Và ở đây thì mình sẽ làm một cái điều mà nó khác với những cuộc đua trước nha các bạn. Đây, mình sẽ bắt bọ nè. Đấy, bởi vì các bạn đã biết là mình đang ở trong cái giai đoạn là chúng ta không xài game từ hồi mình làm video, nói chung là lâu rồi tới bây giờ. Thì bây giờ mình sẽ chính thức là xài game trở lại nha các bạn. Và game đầu tiên mà mình xài sẽ là game để mà skip cho chú bọ một game hôm nay luôn, cũng là 2380 các bạn. Và đoán xem chúng ta từ 2380 khi hết thúc cuộc đua này để mà lấy được ít nhất là lắp 20, chưa chắc là mình lấy được Hybrid nha, thì mình còn lại bao nhiêu game. Ui ôi, chắc là thấm lắm đấy các bạn. Nhưng mà mình đã gọi là đã nói như vậy rồi, đã chấp nhận thử thách rồi, thì cho dù gọi là tiêu hao cỡ chừng là mấy trăm game, cỡ ngàn game nhỉ. Ôi, chắc không tới đâu các bạn. Nhưng mà nghi là cũng phải xuống dưới 2k game rồi đấy. Nghi lắm các bạn nha. Ôi, không sao đâu các bạn. Tại vì chúng ta vừa tham gia, vừa gọi là lấy game trong những cái nói chung là sự kiện như là nói chung là cả là clan nè và nhiều cái mục khác. Nên mình sẽ cố gắng các bạn. Mình sẽ cố gắng là mình đạt lên lap 20 và game của mình tại cái thời điểm mà kết thúc cuộc đua Hybrid nha các bạn, thì mình vẫn còn giữ trên 2k game. Đấy là mình nói cố gắng thôi, còn làm được hay không thì còn phải tùy vào cuộc đua các bạn. Nhiều khi mình stress quá, mình bỏ dư chừng, hay là mình stress quá, mình
Thôi chơi tất tay luôn, mình sẽ skip luôn. Trời gì mệt, lâu mệt. Đấy, bây giờ thì mình sẽ gọi cho chú rồng gọi là hai Orcana vào nha. Và cái lượt Stubin cuối cùng thì nói chung là cái lượt Stubin đầu tiên của mình sẽ không xài vào chú rồng hiện tại. Ui, cái môi trường đánh đẹp thiệt sự các bạn nha. Đấy, cái lượt gọi là Stubin này thường thường là mình sẽ xài ở gọi lắp 1 nha. Nhưng giờ là điều đó quá xa xỉ các bạn, phải cất lại. Cho dù là chỉ gọi là Stubin quay được có một item thì cũng phải cất lại các bạn nha. Đấy, và cái này thì mình xem thử là ít nhất là cái lượt đánh à. Cái lượt đánh chắc nó không thay đổi các bạn. Đấy, 15 phút sau chúng ta sẽ quay lại để hoàn thành lắp này lấy thêm 20 game nữa. Đấy, thì chúng ta chọn là 2400 game để bắt đầu vào cái cuộc đua này luôn các bạn nha. Để xem là mình đua lên đấy thì mình tốn bao nhiêu game nha. Tất nhiên là mình cũng sẽ lấy thời gian bù vào rồi. Và các bạn cũng biết là cái việc của chúng ta đua thì thời gian chúng ta không phải lúc nào cũng sẽ tập trung vào được. Mình sẽ làm video và mình làm nhiều cái khác nữa. Nên là cái việc mà mình đua thì đôi khi nó sẽ không được giống như các bạn chúng ta tập trung gọi là toàn phần nha. Đấy thì mình gọi là nói trước để cho chúng ta gọi là có một điều đấy gọi là cởi mở với nhau nha. Đây, bản đồ lab mà video ngày hôm qua chúng ta xem xong là hơi bị sang chấn luôn các bạn nhé. Thì ở đây mình đã hiểu lý do rồi, ở đây là chúng ta không có hồi, vậy nên là kiểu ở đây là ta không tính. Và ở đây thôi, tính ở chỗ này là 5 phút và một chú bọ thì lắp một tương đối là nhẹ nhàng, dễ thở cho những bạn nào lấy 20 game xong. Rồi sau đó, làm gì có sau đó nữa. Đấy, và chúng ta bắt đầu cuộc đua thực sự khi mà từ lắp 2 trở lên đây các bạn nhé. Tiếp theo mình sẽ đi hành trình là bắt được, nói chung là thu kiểu đây là mình sẽ có vàng nè. Và bắt đầu luôn là chúng ta có ngay luôn là cây like luôn nha các bạn. Like hai cái luôn nè. Và đánh ở gọi là chiếc thuyền một cái. Sau đấy rồi vào chúng ta gọi là bắt bọ, bắt 8 rồi hồi 10 á. 10 phút này mình skip luôn, trời ơi. Hai item chú bọ thì chắc là tầm 2 game. Không sao các bạn ạ. Và sau đó mình sẽ gọi là spam cho gọi là bông hoa này. Và khi đấy mình sẽ qua bên cái rank 5 này. Các bạn biết mình sẽ làm gì không? Mình sẽ đánh một cái rồi skip cái lượt cuối cùng rank 5. Tại vì mình biết là những cái lắp phía sau này các bạn, những cái lắp phía sau không cho chúng ta cơ hội để mà chúng ta có thể là kiểu mà giờ muốn đua tàn tàn kiểu vậy đâu các bạn nhá. Đấy, thì đua tàn tàn vẫn được. Nhưng mà lúc mà chúng ta gọi là all in á, lúc mà chúng ta vào làm á, thì chúng ta phải tranh thủ làm được tới một cái mức nào đấy, cái giới hạn của chúng ta để mà cái thời gian tàn tàn là thời gian nghỉ nha các bạn. Đấy, và đây các bạn thấy không? Trời ơi, quá là ghê luôn. Mới lắp 3, bắt chúng ta làm tới 6 cái cây gọi là line này, 6 cái nè, đấy, 2 chiếc thuyền nè, đó. Và qua đây nè, bắt làm tới gọi là 7 cái hoa này, trong khi mình làm phải tới 6 cái. Sau đó mình phải lấy game skip một cái cuối các bạn ạ, để mà qua đây đánh bên cái này các bạn. Đánh bên cái này là có 2, 3 cái thì mình đánh một cái, chờ một cái cũng được. Một cái chờ là khoảng tầm 15 phút gì đấy thôi. Mình chờ vẫn được nhé. Cái này nếu mà 15 phút mình chờ, có nếu mà 30 phút thì mình skip luôn. Tại vì nó dưới gọi là 1 tiếng thì game nó sẽ skip là 3 game. Đấy, sau đấy mình sẽ skip game cuối cùng. Đó, ta phải xác định luôn là cái khoảng thời gian mà mình on, mình phải tận dụng tối đa khoảng thời gian đấy nha các bạn. Để mà lúc mình nghỉ thì sao? Lúc mình nghỉ thì chắc là lúc đó mình đang chờ chiếc thuyền này. Mình đang có chiếc thuyền thì các bạn lưu ý với mình một điều rằng là nếu như chúng ta đang có gọi là chiếc thuyền nha, mà đối với những bạn nào chúng ta skip chiếc thuyền kiểu là mỗi lần skip tốn cỡ chừng là 24 game giống mình nè, hoặc là trên 12 game nè, thì chúng ta có thể lựa chọn cái phương án là còn một chiếc thuyền cuối cùng thì nên skip bằng game ở trong cuộc đua luôn nha, trong cuộc đua luôn. Ví dụ như này, đây là mình là đang là một phong một, mình skip luôn. Hai phong mình đánh một cái, mình skip một cái. Đấy, ba phong mình đánh hai cái, mình skip một cái. Tới cái lúc mà khi mà cái vật phẩm của nó gọi là tới tầng hai chiếc thuyền mà nó phải skip bằng 11 game rồi, ta mới thấy nó chát các bạn ạ. Rất là chát, cần phải chờ 6 tiếng sau. Nếu mà không chờ skip ở trong gọi là language nó còn chát hơn các bạn ạ. Đấy, và đây thì làm tới đây là 7 cái lá này thì mình nói thiệt không cần là phải chờ hồi bua, tới đây làm cái này là đủ mệt rồi các bạn, đủ stress rồi. Nghĩ gì mà gọi là làm bên đây tới 6 cái, thêm 6 cái này nữa, qua đây bắt mình làm thêm 6 cái nữa. Thôi 7 cái luôn, 7 cái đâu cần skip gì đâu, làm 7 cái luôn. Trời ơi, đánh thêm 3 chiếc thuyền này. Đây là thời gian mình gọi là nghỉ ngơi chờ này. Đấy, để làm gì, để mà hồi phục lại tinh thần chứ, mà bắt mình tới đây làm tiếp tới 7 cái, làm 6 cái skip một cái đi chứ gì nữa các bạn. Và bên đây nha, bên đây bắt đầu tới cái run này rồi nè.
thì chúng ta có thể là đánh xong rồi thấy mà nó bắt đầu là nó không phải chờ 15 phút nữa thì các bạn skip luôn 3 game, và cái bàn skip đánh ở trong nha, để cái game skip cuối cùng đó, chúng ta skip ở ngoài thì cũng là 3 game, ở đâu đó là 9 game, xác định như vậy rồi. Phải tranh thủ nhanh, tại vì bây giờ là yêu cầu 20 chứ không phải yêu cầu 15, 14 ngày, tuy nó dài thiệt nhưng mà các bạn hãy xem những cái lab ở phía sau, nó yêu cầu chúng ta là hơi bị stress luôn các bạn ạ. Lab 5 nè, bây giờ mình cảm giác là mình vượt qua được mấy cái lab này ở những cái ngày đầu tiên, là cảm thấy là để tạo cái tiền để cái nền tảng đấy. Và tới lab 5 xem là vật phẩm làm vẫn đang bình thường nha, chiếc thuyền đang gọi là 4 cái, chờ xong cái lượt đấy đánh được 3 cái, skip luôn chiếc thuyền đó, rồi mình làm tới cái hoa này, cái cây này, trời ơi 8 cái cây các bạn ạ. Và tới là 5 cái này thì bắt đầu là mình chờ được. Tại vì sao? Từ mình chờ ở đây á, là mình chờ cái thuyền này, vì biết được lúc mình làm xong tới đây cũng phải chờ cái thuyền này, nên là chúng ta sẽ đánh ui bên đây là cũng phải chờ khoảng thời gian lâu. Thôi thì vậy làm luôn các bạn nhá. Đấy, làm luôn cái này thì có thể là dựa theo cái việc skip đấy. Còn nếu trường hợp các bạn gặp một chú rồng mà nó trên 1 tiếng, nó là 1 tiếng 20 phút, thì làm sao các bạn? Chúng ta chờ 20 phút sau cho nó rớt xuống từ 6 game xuống còn 3 game, rồi mình skip sau đấy, rồi mình đánh tới cái ải cuối cùng. Còn nếu ải mà chúng ta đang đánh á, nó gặp 7 tiếng mấy hay là 6 tiếng mấy thì chúng ta ra ngoài skip luôn, rồi sau đấy chúng ta mới skip bên trong nha. Thì nói chung á, là cái ranh lanh này mình chấp nhận lấy game skip vào để chúng ta lấy tinh thần ra làm những cái nhiệm vụ bên đây và chờ mấy cái nhiệm vụ này. Đấy, mấy cái nhiệm vụ này không skip được các bạn ạ. Ví dụ cái này đi, 4 cái mà sau này nó sẽ chất nhiều cái nha các bạn. Thì giống như chúng ta phải chờ cho nó còn khoảng tầm là 3, 2, 1 cái thì mới skip cho nó đỡ tốn game nha. Chứ mà từ 4 cái trở lên nó chồng chất game vào đấy rồi là sót lắm các bạn ạ. Đấy, ở đây 2 cái thì mình skip cũng được này, 2 cái thì đâu đó tầm 11 game. Mà tới đây các bạn có quyền lựa chọn là một, các bạn sẽ lấy thời gian để các bạn nghỉ ngơi, hay là các bạn sẽ skip để mà đánh chiếc thuyền bên đây, trường hợp mà các bạn đã có sẵn thuyền rồi nha. Còn chưa có thì cứ chờ đi, chưa có dù sao phải chờ mà. Có nghĩa là cái khoảng thời gian thuyền là chúng ta cứ xem lại khoảng thời gian chờ mặc định rồi. Thì khi đấy mình dựa vào chiếc thuyền, mình phối hợp với những cái item ở đây xem là có nên skip răng nanh không, có nên skip gọi là bông hoa lá gì đó không. Nhưng mà mấy cái hoa lá mà chỉ có một nút thì skip đi cho nó đỡ stress các bạn, chữa lành. Nói chung là vừa đua vừa chữa lành các bạn ạ. Chứ không là xong là cuộc đua này chắc không muốn đua nữa luôn các bạn ạ. Đấy, đây mới lớp 6 thôi nha. Mới lớp 6 là mới khoảng tầm là 1/4 của chặng đường. Mà không phải các bạn, 1/4 thì nó quá nhẹ đi. Tại vì mấy cái chặng đường phía sau nó dài bằng gấp mấy lần cái chặng đường này á. Nếu thực sự ra thì mình mới đi qua được khoảng tầm là 2/8 thôi các bạn. 2/8 thôi, 8 phần còn lại phía sau kìa, trời ơi. Và đây là lớp 7. Lớp 7 thì đây là mình sẽ có là bọ nè. Và đây bắt làm hoa thì làm nhiều rồi. Trời ơi, 9 cái cây lai mỏi tay luôn á. Lai này là có lai automatic thôi chứ mà thiệt sự lai cái này các bạn. Mở một cái bộ phim nào đấy, chúng ta vừa like vừa xem phim thôi, vừa like vừa nghe nhạc đi các bạn. Còn các bạn vừa like vừa tập trung vào thì ôi thôi, thanh xuân của chúng tôi. Đấy, và đây thì tiếp tục là thuyền nè, và ranh nanh nè. Chiếc thuyền chắc là cái điểm đến để mình nghỉ ngơi nè. Đây là 7, skip đi một cái nếu như mình thuyền rồi điều gì nha. Canh thuyền mà làm các bạn, cái này là mình canh thuyền, thời gian nghỉ của thuyền là 6 tiếng các bạn. 6 tiếng là thời gian nghỉ thuyền, trong cái khoảng thời gian đấy mình sẽ tranh thủ làm xong hết những cái nhiệm vụ trước cái thuyền, để mà lúc vừa có thuyền là chúng ta cũng gần đến chiếc thuyền rồi, thì sau đấy chúng ta sẽ làm chiếc thuyền cho nó gọi là ok hẳn hoi nha. Ví dụ đây là 6 chiếc thuyền đấy, mình mà chỉ có 3 cái thì mình ngồi mình ngáp thôi các bạn. Làm tới 3 cái rồi, còn 3 cái nữa sao mà giờ mà 3 cái mà cộng dồn skip, trời ơi hơi bị đau luôn. Thì mình sẽ chờ 6 tiếng sau. Đấy là mình phải qua là tầm, nếu mà phải chờ 2 lần á, thì phải tầm 12 tiếng rồi, mà chờ chắc 1 lần thôi. Thì chờ qua gọi là 6 tiếng nữa, trước đấy thì mình đã chờ 6 tiếng để khôi phục cái này rồi nha các bạn. Đấy, và đây nè, thêm gọi là trồng trái cây này, 21 rồi này. Đó, rồi bông hoa là 8 này các bạn, rồi nhành hoa là 9, rồi đánh mạnh vào tâm lý làm Terra, với lại là này, mùa này là Terra là phải nói là nói chung là kiểu giống như là sinh sôi nảy nở, mà giống như kiểu là chú rồng được gọi là nói chung là đến nhiều nhất luôn các bạn, chắc là vậy luôn á. Trời ơi, chú rồng được sử dụng, chú rồng được gọi là xuất hiện nhiều nhất. Đấy, lập tám này may mà mấy cái run nanh này thì chúng ta có thể là điều khống được nha các bạn. Đấy, bây giờ là bắt đầu tới 8 nè, 6 nè, 6 cái chiếc thuyền này, 6 cái chiếc thuyền này cũng là một cái bài toán nè các bạn ạ.
tiếp tục là mới lớp 9 hả? Mới lớp 9. Ok, và tới đây là 45 với lại là bên kia là cái rank 5. Nói chung là ngày hôm qua mình đã có làm một cái video trên đấy rồi, bây giờ chúng ta sẽ phân tích là chúng ta sẽ đi nhanh hơn một tí xíu nha các bạn. Đấy, 10 cái lá nè, rồi 9 cái nhành hoa nè. Ôi, 6 chiếc thuyền, ui, 27 cái trái cây, 51 cái kia thì mấy cái gọi là ruby với lại là chú bọ thì nhẹ các bạn, để làm nó dễ. Chờ hồi thì lâu thôi, nếu mà có hồi á. Rồi bên đây sao? Hồi bua thì ở đây thấy hồi nói chung là bây giờ chưa có hồi nhiều đâu các bạn. Đây là để chơi chơi các bạn, chơi chơi thấy rồi tưởng là ừ thì chắc là không hồi đâu thôi. 7 chiếc thuyền rồi nha, 7 chiếc thuyền rồi nha. Đây là mỗi ngày chúng ta không biết là chờ bao nhiêu lần chiếc thuyền này. 6 tiếng và mỗi ngày chắc mình chờ được 3 lần như vậy. 3 lần. Nếu mà chúng ta gọi là canh giữa 2 ngày á, 2 ngày thì chắc cũng được 7 lần nha. 7 lần. 7 lần cho 2 ngày mà chờ gọi là 3 chiếc thuyền xuất hiện. Nhưng may mà đánh xong cỡ chừng là 3-3 với một lượt nữa là chúng ta được làm mới lại 3 lượt thì chắc cũng ổn các bạn ạ. Đấy. Ok, và đây là lab 12 nha. 12, 9 với lại 12. Nói chung là cái này các bạn phải tâm lý mạnh nha. Các bạn phải tâm lý like rồng và up rồng mạnh. Chứ làm này thì stress lắm. Stress lắm các bạn ạ. Bình thường mình chỉ cần làm tới 7 cây là mình đã thấy mệt rồi, 6 cây mình đã nhăn mặt rồi. Ở đây phải làm bình thường 9 cây, 12 cây, ôi 8 cây, 7 cây. Ghê quá. 33 cái gọi là này rồi nè, trái cây nè. Cái này khuyến cáo các bạn là nên vừa đu Heroic vừa làm cái việc gì đấy, như là xem phim hoạt hình đi, xem Doraemon hay là xem những bộ phim gọi là anime gì đấy đi các bạn. Nghe bài hát hay là học, nói chung là vừa chơi vừa học luôn. Đấy, chứ còn mà tập trung vào chơi là các bạn nhanh nản lắm, nhanh chán lắm. Này chúng ta gọi là đấy. Hoặc là đây thì lab 13 nè. Ui, 62 rồi 37 nè. Trời ơi, 37 này. Chắc mình làm ruin, ruin. Mình xem quảng cáo là ruin. Hơi bị lâu nha các bạn. Trái cây này nhìn vậy hơi bị lâu đấy. Trời ơi, rồi thêm bông hoa 10 cái. Rồi bỏ thì nhanh mà chờ thời gian hồi. Làm vật phẩm cộng dồn này cũng không skip được. Đấy, rồi tới gọi là lá nè. Vậy là mấy cái spin to quay chắc là có thể dồn cho mấy cái này nè. Đấy, mấy cái như này nè các bạn. Đó, 9 cái, skip 3 cái là 3 tiếng nè. Hoặc là dùng để skip rank 5 khi mà chúng ta cảm thấy là đấy được. Nhưng mà mình nghĩ thì có thể dùng để mà skip chiếc thuyền nữa các bạn nha. Chiếc thuyền đấy. Nhưng mà tại vì mỗi lần quay tu binh có ra có một cái vật phẩm mà nên hơi cay các bạn ạ. Ôi, đây là 7 chiếc thuyền nè. Sao mà làm một lần cho hết được. 7 chiếc thuyền này cho dù mình có nếu mà có 3 lượt, làm xong 3 lượt full lên 3 lượt nữa, còn một chiếc thuyền skip. Ui, hợp lý. Chưa đâu các bạn, mới có 7 chiếc thuyền thôi. Xem tiếp đi các bạn ạ. Ok, và 13 và 10 nè. Và lại bỏ với lại là trái cây. Thôi bắt đầu là 3 tiếng nè, 1 tiếng, 2 tiếng nè. Rồi lắp 15 nha. Lắp 15 các bạn, 15 là không phải là giải thoát đâu. 15 là chỉ là bắt đầu vào một cái cửa ải khó hơn. Có nghĩa là bây giờ thử thách cuối cùng dành cho chúng ta khi mà đến lab 20 là 5 cái lab cuối cùng từ lab 15 cho tới lab 19 này các bạn. Đấy, xem thử nha. 8 chiếc thuyền, ok luôn. Rồi chờ cái like cây là đã làm 13 cái, làm tối đa được 8 cái rồi chứ. Chờ tiếp 5 tiếng, 5 tiếng rưỡi các bạn nha. Bộ thì chờ đâu đó 4 tiếng thôi, 4 tiếng, gần 5 tiếng thôi. Đấy, ui ôi, vật phẩm hơi bị nhiều luôn. 56 cái mà phải chỉ làm được tới 28 cái. Cái này là bao skip các bạn ạ. Cái này là để làm ra để mà chúng ta gọi là bao skip đấy mà. Ôi, cái này không skip được, này phải chờ nha. Đó, gần tới cuối thì mới skip được thôi. 16 nè. 8 chiếc thuyền, 12 cái rồi 12 cái bông hoa. 13 cái bông hoa nữa. Trời ơi, một lát mà 25 cái luôn á. Làm trời ơi, 14 cái like nữa. Trời ơi. Trời ơi. Ui, tuyệt vọng các bạn. Lên tới lớp này là cho dù mình còn nhiều thời gian mà mình nhìn vào cái làm tàn tàn các bạn. Cái này là chỉ có like từ từ mà xem tiếp mấy bộ phim anime nữa, cày hết mấy bộ nữa các bạn ạ. Đấy. Ok rồi, phải chờ thời gian hồi bua nữa nha. Không các bạn thấy cay quá thì quay stubin luôn. Trời ơi. Cay quá quay stubin luôn hoặc là skip luôn. Trời, đây không biết là hồi bao nhiêu nè. 1 tiếng 7, 1 tiếng 7 và đây là chắc là phải 5 cái luôn á, phải 5 cái luôn á, 5 cái là skip hơi bị chồng nha, là không được luôn á. Trời ơi, và đây là tiếp tục 7 cái bên đây, trời 10 tiếng.
Ủa vậy lab này có khi nào mình làm mất 2 hay 3 ngày gì không? Ừ, cho mình thêm có 4 ngày mà cái lab này gì ấy. Rồi lab 17. Rồi 1 tiếng, 12 phút, 6 tiếng, 5 tiếng, 4 tiếng, 8 cái thuyền. Mấy cái lab này mỗi ngày làm được một lab không ta? Mỗi ngày mình làm được một lab không ta? Cái này chắc 2 ngày là một lab nghe còn gọi là thuyết phục hơn các bạn ạ. 1 ngày rưỡi đi, 1 ngày rưỡi đi. Cái này chờ lâu quá các bạn ạ. Chờ 10 tiếng á. Ôi. Mấy cái trước nữa. Cái này thì nếu mà chúng ta gọi là nếu mà chúng ta cơ động nha các bạn. Thì xem thử những ngày cuối cùng mình còn nhiều không. Không còn nhiều á. Đừng chờ các bạn. Chờ gì tầm này. Trời ơi, chờ 10 tiếng. Cái này là nếu mà vậy á, phải đặt mục tiêu là nếu mỗi ngày một lát thì chúng ta phải hy sinh game thôi. Lấy 20 game quay stupid. Ui giời ơi. Đấy, và bên đây nữa nè. 6 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng. Cái này chờ ít hơn nhưng mà vật phẩm nhiều quá trời luôn á. 8 chiếc thuyền á. 8 chiếc thuyền, cái thuyền thì sao mà skip ở trong kia được. Skip ở đấy thì chắc phải stupid thôi chứ mà cái thuyền nhiều quá các bạn á. Skip trong kia 24 game mình sao mà chịu nổi được các bạn. Đấy, cái này là để dành stupid quay nè, để dành stupid quay vô cái này nè. Đấy, chính cái luôn nè. Ui, lab 18 gần tới rồi. Gì đây? 1 tiếng, 2 tiếng, 4 tiếng, 11 tiếng. Ui, 9 chiếc thuyền rồi. 9 chiếc thuyền á. Có khi nào mình phải chờ tới 3 lượt không nhỉ? Không không tới đâu, chắc chờ 2 lượt là có 12 tiếng thôi. 12 tiếng mà phải canh cho chuẩn nha, không canh chuẩn là coi chừng lên tới 15 tiếng đấy. Rồi 11 tiếng này nữa. Ôi, một ngày mình có bao nhiêu tiếng nhỉ? Ôi nhưng mà mình còn phải đi ngủ nữa chứ. Mình phải đi ngủ nữa chứ. Mình sao mà mình đẩy được? Rồi. Ôi cái này. Rồi. Nói chung là nhìn vậy đấy, cũng phải chấp nhận thử thách thôi các bạn ạ. Vì đây bộ gì mà cũng phải chờ này, bộ này là ngăn chúng ta skip để các bạn muốn làm nhanh ư? Không, cái này bộ này là vật phẩm trồng chất khó mà skip lắm. Đấy, bên đây nữa nè. Ôi, 19 nè, lab cuối nè các bạn. Lab này á là để chúng ta lên lab 20 để mà có tư cách xếp hạng thôi nha. Chứ chưa phải là chắc chắn mình được Hewitt đâu. Mình phải top 1 mà phải đạt từ lab 20 trở lên. Nếu như các bạn nào đấy mà đua lên lớp 22 hoặc là 23 rồi thì thôi. Ôi, đấy là mình cảm giác là không 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 nuốt không trôi rồi các bạn ạ. Đây lớp 19 nè. Đây vàng rồi 9 chiếc thuyền nè. Cái ngày này ngày cuối cùng thì thôi luôn á. Rồi 8 tiếng, 14 bông, 15 bông, 7 tiếng. Thêm 6 cái này. Cái này là chắc là bây giờ mình mới nhìn vào game của mình mới suy nghĩ lại là dưới 2K game ư? Có được không? Chắc nhiều khi là xuống còn 1K5 game luôn chứ. Ok, cái này thì mình nói chung là chưa biết được mình phải đua đến đâu, mình hay đến đấy thôi, không biết skip nhiều như thế nào. Mà tận dụng thời gian 14 ngày, 14 ngày mà, có 14 ngày, 14 ngày. Ừ, chắc được các bạn ạ. Ok, và lớp 20 nè. Đây thì chắc là nếu như nha, nếu như bạn nào chúng ta chưa đua lên được lớp 20 là qua là mất không có gì luôn các bạn. Chỉ được cái vật phẩm chúng ta đi qua, không được xếp hạng, không được gì luôn. Nên các bạn chú ý chúng ta cẩn thận nha. Với lại là game thì khuyến cáo các bạn chúng ta phải, nói chung là lượng game bây giờ mình không biết mình canh như thế nào, nhưng mà chúng ta để cho chắc thì cứ thủ khoảng tầm 1K game đi. 1K game đi các bạn, 1K game đi. Nhưng mà mỗi lần mình đua Heroic thì mình thấy là xài game không nhiều. Đợt này thì căng căng như vậy, chắc là cho khoảng tầm từ 600, 800, 600 đến 800 nha các bạn. Từ 800 đi, rồi là móc chúng ta khoảng tầm là tầm đấy, tùy thuộc vào các bạn. Chúng ta chơi nhiều ít, chơi nhiều thì ít skip, mà chơi ít thì skip nhiều. Mà cảm giác là không có theo nổi thì thôi nha các bạn. Cảm giác không theo nổi thì thôi, chúng ta gọi là nên để dành game để làm gì đấy. Hồi trước mua chú rồi 1K game thì mình thấy so với việc là đua cái này thì coi bộ 1K game nó cũng nhẹ nhàng đấy các bạn ạ. Ui rồi. Ok, nhưng mà không sao đâu, cái này thì chúng ta chịu khó bù đắp tâm lý thôi các bạn. Bù đắp làm, mình nghĩ là có sở kíp thì mỗi lần quay rồi mỗi lần sở kíp đấy. Trên 20 game thì quay tu binh, dưới 20 game thì có thể sở kíp thẳng. Thì chắc là cũng không có gọi là cũng không có yêu cầu quá là nhiều đâu. Nhưng yêu cầu là các bạn phải cày nhiều nha. Còn đấy thì cứ móc, các bạn cứ nhắm ở móc 600 tới 800 game đang có thì cứ thử ra đi. Còn dưới 500 game thì thôi chúng ta nên nghĩ lại các bạn. Dưới 500 game thì không có chắc cho lắm. Nhưng mà tùy các bạn thôi, cái này là vì cái lời khuyên của mình thôi.
vì mình không có chắc cho cuộc đua này, mình chưa đua nên mình chưa biết, nhưng mình chỉ biết đây là cuộc đua khó nhất trong lịch sử nha các bạn. Đấy, và đây thì cho bạn thấy những cái lap sau nè, 20 gọi từ 20 nè, 20 là 5 tiếng rồi gì nè, đấy 21 nè, 15 rồi mấy cái phẩm tới 10 cái thuyền là gì là mình tới đây là mình bó tay rồi đấy. Đấy, 22 nè, 10 chiếc thuyền rồi, nói chung là này thì không biết mỗi mỗi ngày chung là 2 hay là 3 ngày sau một lát thì cũng không biết nữa. Chắc là 2 ngày nhỉ. Đây thì là do cái sức đua của mình thôi, chứ còn với nhiều bạn cao thủ khác thì mình biết là các bạn ấy đua rất là nhanh, nhưng mà còn tùy thuộc vào game mình xài nhiều ít nữa nha. 23 nè, đấy, 13 tiếng rồi gì nè, rồi 16 vật phẩm nè, 80 rồi gì, 63 rồi rồi gì nè. Ôi, 24 nè, 24 đấy. Rồi, 6 tiếng, 7 tiếng, 3 tiếng là vật phẩm cũng 16, 16 thôi, không có ít hơn được đâu các bạn ạ. Đấy, 18, 18 nè, 25 nè. Rồi, mấy lap này là mình đang nhìn ở trên, gọi là trên núi, trên đỉnh, ai gọi là trên đây chứ. Ai đang gọi là tu luyện ở đây chứ, gọi là cách mặt đất xa quá các bạn ạ. Đấy, 12 cái chiếc thuyền tùm lum các kiểu nè. Ôi ôi, chơi lớn thiệt chứ, chơi lớn thiệt, cho này là cho khó những lịch sử đi, sợ có cuộc đua nào người ta gọi là Monument đi qua hay sao ấy. Chơi lớn lịch sử các bạn nhé. Đấy, trời ơi, 100 mấy luôn nè, 100 mấy rồi, 7 tiếng, 6 tiếng, 19 vật phẩm, làm vật phẩm hơi stress luôn, lap 30 nè. Mà đây là mới có bản đồ tới lap 30, thì bạn nào mà muốn gọi là trên lap 30 chúng ta hãy tiếp tục lên trang FRZ28 nha. Ui, ghê quá các bạn ạ. Quá ghê gớm. Ok, nãy giờ là chúng ta đã cùng nhau đi tham quan cái sự khó của gọi là cuộc đua này rồi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với cuộc đua để xem là chúng ta tạm thời thì nói chung là cũng tranh thủ được sương sương nha. Đấy, đây thì mình đã tranh thủ được một cái bước này để mình đi lấy game ở đây. Bởi vì sao các bạn, nói chung á là như kiểu mình nói là chúng ta đua thì trong cái quá trình đua chúng ta cũng sẽ lấy được thêm game từ gọi là những cái sự kiện hoặc là từ những cái nhiệm vụ, nên mình mới cố gắng là đang là 2k4 thì mình sẽ cố gắng là làm sao đấy để mà kết thúc cuộc đua chúng ta vẫn còn game trên 2k. Trong khoảng thời gian đấy á, sẽ có những cái lượng game chúng ta vào, như là biết đâu có arena được 105 game hay là 150 game gì đấy, hoặc là ta làm trong những cái sự kiện nhiệm vụ cũng lấy đó, hay làm tab, hay là, nói chung là nhiều cái cộng lại nha các bạn, nên mình cũng không có ước lượng được cái lượng game thực tế mà mình bỏ ra trong cuộc đua này. Cho nên là lời khuyên của mình thì giống như mình đã nói thôi, đó là nếu như chúng ta tự tin thì các bạn có khoảng tầm là 500 game cũng có thể là thử bước vào cuộc đua, vì trong cái quá trình đấy chúng ta cũng có thể là đua lên để mà lấy lại được game ấy các bạn. Còn nếu mà để mà cho nó chắc hơn tí xíu á, thì nên lượng game từ gọi là 800 tới 1k này. Đấy, bạn nào trên 1k thì mình nghĩ rằng chỉ cần chúng ta cố gắng là không thành vấn đề đâu các bạn ạ. Bởi vì nói chung là dù sao skip thì cũng không có phải là skip nốt, chúng ta có thể là dùng stubin mà, có thể stubin đấy. Ok, và hiện tại là mình đang đứng ở vị trí top 1, không biết là những bạn khác chúng ta có nhu cầu đua lên không. Các bạn Nguyễn Nhật Quang nè, hay gọi là cũng là một bạn Việt Nam nè, và những bạn khác thì không biết là những bạn này chúng ta trong cuộc đua này có đua lên cao không. Nhưng mình sẽ cố gắng để mà hoàn thành tới lap 20 nha, để mình cùng nhau trải qua những cái stress, những cái sang chấn tâm lý hay là những cái gì đấy cùng chung với mọi người. Mình sẽ cập nhật cái chặng đường hành trình đua của chúng ta, nói chung một cách nói chung là giống như kiểu nếu mà theo series thì có thể là cũng thường xuyên lắm các bạn. Đấy, bắt đầu là hai cái này không, thì mình có sẵn ở đây rồi nè. Cái trứng này thì tạm thời chúng ta cũng đang cần á, thì mình đấy. Được xem quảng cáo đúng rồi nhỉ. Giờ mình bỏ quả trứng này ra đi. Đấy, lát nữa thì mình sẽ xài tiếp. Rồi, hai cái nè, ok. Rồi, một cái, đây nè, cái chiếc thuyền này, skip luôn nha các bạn, skip bằng 3 game luôn nè, đó. Ok, và bọ nè, bọ thì bắt lên rồi skip bằng 2 game luôn. Skip luôn các bạn nha, đấy. Rồi, ok, mà đây, mình sẽ skip ở đây là, wait, cái này là, khoan đã, cái này bản đồ lát hình như là khúc này là skip bằng 2 game mà. Hình như có hơi khác tí xíu các bạn ạ. Thôi không sao. Đây là, cái này hình như là lát 3, đây là lát 2 các bạn, cái này lát 2. Ok, lát 2 thì chắc là như vậy, mình xem lại bản đồ lát nha các bạn. Đấy, bên đây thì nói chung là khi nãy mình nhầm với lại là lát 3 thì phải. Lát 2 của chúng ta như vậy là đúng rồi á. Đây là lát 2 nè.
Ồ, đúng rồi các bạn, 8 nè, mình sẽ skip một chú bọ bằng 10 phút nè, mình skip luôn. Ồ, mình tưởng là hai cái, mình gọi là nhìn nhầm nha các bạn. Đấy, chúng ta sẽ gọi là tiếp tục ở đây. Rồi không biết cây đâu mà làm cho hết mấy cái này luôn á. Ok, và đặt ra nha các bạn, đặt ra này. Đó, hoa này, cái này thì mình để sẵn rồi. Bây giờ thì chúng ta không có đấy được mà chúng ta phải gọi là cho những chú rồng ta like thôi. Đấy, like thì cho like. Đấy, cho like Terra các bạn ạ. Rồi, đánh này thì đánh một cái rồi skip một cái nha các bạn. Đó. Wow, vậy là mình cũng đẩy nhanh được cái quá trình lên, phải không các bạn? Nào, nhanh không? Ok, và đây là skip ở trong là 2 ngoài 3. Thế thì skip 2 game ở trong đây chứ gì nữa các bạn. Lý do mà mình phải tranh thủ là các bạn đã thấy rồi đấy, những cái lắp sâu nó thời gian rất là dài nha. Nên lúc nào mình on được thì mình hãy cố gắng tận dụng các bạn. Rồi, thế rồi đấy. Đây thì mình còn một cái đây là cái rồi. Và đây thì bắt đầu là mình sẽ phải sử dụng là line nha. Line này thì nên là sử dụng rồng mà chúng ta phải để rồng đừng có mở khóa mất một nha các bạn. Mở khóa mất một là chúng ta sẽ line epic là thua đấy. Đấy, bắt vào đây và chu rồng này. Thêm với chu rồng này các bạn hỏi là lấy chu rồng double hệ này ở đâu? Thì các bạn có thể lấy ở trong rescue nha. Rescue là trong chìa khóa. Đây, trong rescue các bạn có thể lấy nhiều cái rồng đấy để mà đi gọi là chung sản xuất. Vàng cũng tốt nha, vàng cũng ngon ấy. Mình thấy là đây, cái rồng này rất là đa dụng nha các bạn. Rồi, ok, và đấy. Thì mình nghĩ là với mấy cái lớp đầu thì chắc tỷ lệ ra nó cũng sẽ cao thôi. Và đây thì mình phải là chỉ có hai chỗ này thôi các bạn ạ. Tại vì hai cái trứng ở đây á, mình sẽ để cho gọi là cái sâu. Và giờ mình đang gọi là cần 3 chiếc lá, mà 3 chiếc lá này là không có hồi bua, nên mình phải làm ra 3 cái luôn nha các bạn. Đấy, để xem cái độ khó, xem bao lâu ra được một cái nha. Rồi, đây là lần thứ 2 không? 2 là 4 nè. Đấy, 2 là 4. Ok, hoặc chúng ta có thể là xem quảng cáo này. Đấy, xem quảng cáo thì 6 tiếng. Thì nếu như mà các bạn mỗi ngày kết hợp với việc xem quảng cáo thì chúng ta nên like cho đồng World with World nha. World with World sẽ tạo ra tổ hợp mà có khi là được chung là 4 tiếng nha, 4 tiếng, 5 tiếng. Xem quảng cáo 6 tiếng là sẽ ok nha các bạn. Đó, và mỗi ngày thì chắc chúng ta xem được khoảng tầm 7 cái quảng cáo. Rồi, có một cái rồi, ừ. Đây là mình mới làm ở lần thứ 6 không? À, lần thứ 3 của hai cái lần này. Đấy, là mình đã có một cái rồi. Thì xem thử là mình sẽ rất nhanh để lấy thêm một cái được không? Vì cái này á, là tỷ lệ nó rơi phụ thuộc vào độ khó của lát nha các bạn. Đó là mình phát hiện ra khi mà chúng ta ở những cái lắp thấp á, giống như là mình up cho chu rồng cấp World là thấy nó ra rất là dễ nha, ra dường như là phát nào cũng ra luôn á. Còn lúc mà mình đã lên trên lắp mười mấy rồi á, hoặc là cũng lên trên lắp cao cao đấy các bạn, thì mình đặt ra có khả năng nó không ra nha. Cho nên là mình mạnh dạn là cho vào đấy là cái lắp thì nó sẽ có tỷ lệ lắp thấp thì tỷ lệ ra cao, lắp cao đã nhiều mà tỷ lệ là còn khó nữa. Ok, và đây là phát thứ 8 ta chưa ra rồi nha. Mình sẽ kết hợp vào đây là đánh ở trong chỗ combat squad để mà đánh lấy cái này. Ok, thôi nói gì nói, rồng bua tiên nhân với lại rồng là nàng thơ chúng ta thì chop. Tiên nhân gọi là full rồi mà sao nàng thơ ra đi nào. Em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ. Một cái bánh kem cái đã. Đấy, rồi, để tiếp tục qua đây. Thì mình không biết là mình sẽ hoàn thành cái này trong gọi là bao lâu. Nhưng mà như các bạn thấy, ui, hai cái rồi nè. Như bạn đã thấy thì mới có những cái vật phẩm đầu tiên thôi. Và chúng ta đã gọi là cần phải, nói chung là dành nhiều thời gian như vậy rồi. Sau này thì cứ gọi là 6, 7, 8, 9, 10. Đấy, rồi thêm gọi là đặt mấy chú rồng ra nữa. Bây giờ mình sẽ gọi là tranh thủ mình bán, mình phóng sinh những chú rồng ở đây nha. Đấy, chú rồng ở bên đây để mình có chỗ mình tối ưu vào việc là chúng ta sẽ sử dụng hai nhà like này là được rồi nha các bạn. Các bạn không cần thiết là phải xài thêm nhà like đây để like Terra đâu. Nhà like trên đấy các bạn có thể dùng để like World. Lâu lâu chúng ta làm mấy phát xả stress. Còn việc mà like thì lấy hai cái nhà ở đây là được rồi. Vì like ở trên kia thì nói chung là cũng góp phần cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta phải đặt cho nó tối ưu các bạn. Nếu mà các bạn muốn tận dụng thêm nhà ở trên kia thì
dời hai cái này lại đến gần cái nhà bên kia để chúng ta làm một phát là ba nhà luôn. Đấy, cái lúc đấy thì mình cũng phải thao tác nhiều hơn nha, thao tác nhiều hơn rồi cũng phải gọi là phóng sinh những quả trứng ở trên đấy nữa. Nhưng mà làm vậy thì cũng nhanh. Đấy, rồi. Ok. Ui, mình đang có một chú rồng thuộc là Zodiac ở đây nè. Bây giờ còn một cái lá nữa ngăn mình không skip. Skip thì 3 game, nhưng mà để giành game cũng là một điều gì đó ý nghĩa các bạn. Lỡ làm hai cái rồi còn cái cuối không hồi bua, lát nữa còn làm nữa mà. Không lẽ gặp cái gì còn một cái còn skip hả các bạn? Như vậy rồi game chúng ta thì ok la nè. Đấy, mình sẽ gọi là cho chú rồng này để vào đây. Đây mới là cái nhiệm vụ like đầu tiên, ba cái thôi nha các bạn. Ba cái là giống như là trò gọi là của gọi là em bé, trò của con nít đấy các bạn nhá. Đấy. Rồi, đây thì mình bởi vậy mình sẽ like thực tế cho các bạn xem luôn. Ôi. Bây giờ tính ra là hơn mười mấy lần rồi không? Hơn mười mấy lần rồi. Đấy, và mình sẽ cho chú rồng này đi xa nha. Ok, đi đâu xa đi chứ? Xa đi nào, xa đi nào. Không đi xa vậy thì đi qua đây. Ok, vậy là mình sẽ cho chú rồng đấy một chỗ bên đây nha. Vì chú rồng này cũng nhiều đó. Đó. Rồi, 50k. Mình sẽ tiếp tục là đây nha. Ở đây thì mình đang có chỉ có hai chỗ thôi nên mình sẽ làm lâu hơn tí xíu nha các bạn. Còn nếu mình có đầy đủ 6 chỗ thì chúng ta sẽ làm nhanh hơn. Cũng tùy thuộc vào gọi là may mắn nữa. Đấy, có một cái vật phẩm cuối cùng là bắt đầu nó tâm lý các bạn ạ. Nó tâm lý là bắt đầu nó khó ra đấy. Ok, mình đã dọn xong hai chỗ này rồi nha. Ở nhà bên đây là level 5 á. Nâng không nhỉ? Nâng lên thì phải xem quảng cáo chứ mà giờ đang cần nha. Nâng lên mất nhiều thời gian lắm. Nâng lên thì chắc lúc nào đi ngủ rồi nâng. Xong rồi sáng mai xem video nhỉ. Ơi, ra đi nào, không ra luôn các bạn. Oh what? Đừng nói với mình là cái cuộc đua này đã khó ở việc là có nhiều cái vật phẩm rồi. Mà độ khó của nó cũng được gia tăng, cái tỷ lệ rơi vật phẩm nó cũng gia tăng nha. Như vậy thì ai mà chơi cho được. Thôi ôi. Này là phỏng đoán thôi. Này chắc là tâm lý các bạn, này là do là đòn tâm lý thôi. Chứ chắc không đến mức như vậy đâu ha. Chắc nhà phát hành là... Ui. Ui, nghi nha, nãy giờ không ra nha. Mấy cái vật phẩm này gọi là ở đầu tiên là vật phẩm dễ mà còn một cái nha, không có hồi bua nha. Đấy, 4 game đấy. Rồi, lấy được 5 mảnh của chú rồng này. Mấy nick khác thì mình sẽ không đua đâu các bạn ạ. Cái này mình một nick là quá đủ rồi. Một lần chạm trán thử thách này thôi, chứ mà hai nick lên lớp 12, 20 thì chắc là nội công của bạn ấy là rất là thâm hậu đó, phải tu luyện tới gọi là nào rồi đấy. Chứ đừng nói tới việc là cho cả 3-4 nick lên thì... Ui dồi ôi. Rồi, giờ thì đang có sự kiện gì không nhỉ? Arena Shutdown thì mình có show cho các bạn xem ở video trước rồi. Giờ thì mình chỉ tập trung vào mình đua thôi. Cho mình thêm một cái vật phẩm đi nào. Ây dồi. Một cái vật phẩm mà nãy giờ là cũng lâu rồi chưa ra các bạn ạ. Đấy, thấy độ khó chưa? Thấy độ khó chưa? Quay. Để xem mình ra một phát là đừng mừng vội. Ra một phát các bạn đừng mừng vội. Vì ra xong cái này nha, rồi ấp xong ba cái quả trứng gì đấy á, là tiếp tục ra tiếp ba cái này nữa. Mà mới có ba cái thôi. Đừng vội mừng, trời ơi. Mấy cái sau là nó 4, 5, 6 cái gì đấy, 7, 8 cái các bạn thấy rồi đấy. Đây mới là ba cái thôi nha các bạn. Đó, mình mất chắc là phải gọi là khoảng thời gian chắc cũng sẽ là hơn 10 phút đấy các bạn ạ. Để mình có thể là thực hiện cái này. Giờ chưa ra nữa, chưa ra nữa. Ra đi nào. Ok, chưa ra nha các bạn. Đấy, và ta sẽ chờ chắc là phải tới 10 phút đấy các bạn ạ. Thì mới ra được khoảng tầm là cái này. Vậy thôi, đây là ba game. Phải bình tĩnh các bạn ạ. Chúng ta đã gọi quyết định tham gia cuộc đua này rồi, phải chuẩn bị tâm lý nha. Nói chung á, mình thấy nhiều bạn chúng ta bảo không rồi chúng ta gọi là chung là kiểu là sát, nhưng mà mình thấy là chắc sẽ có nhiều bạn đâu vẫn đua đây. Nhiều bạn thì anh ơi em lên lớp 4 rồi. Ôi, ra rồi các bạn ạ. Wow. Đấy. Ok, phải hai cái thuyền này. Đấy, hai cái vật phẩm là skip đã mất 11 game rồi nha. Một game này người ta trước sau gì sau mấy cái để skip để mà được nói chung là mấy cái đợt sau nha các bạn.
đấy thì chắc sẽ để skip đấy. Ngoài này thì nếu mà vừa làm video mà vừa làm đấy thì chắc chúng ta cái khoảng thời gian làm chậm lại. Lại cày đêm ta. Cày đêm thì cũng không tốt lắm các bạn. Cày đêm mà cày trong 14 ngày á, mình nghĩ rằng mình sẽ không có cày đêm nhiều nhờ. Đây vậy là lại là một cái thử thách cho mình nữa rồi. Ta nên gọi là chúng ta nên giữ gìn sức khỏe để còn làm video nữa. Ok, hai cái không? Hai cái thì mình đánh ở đây. Yeah, mình đã thủ sẵn trước cái này rồi nên mình làm ở đây. Cái khoan, hai cái thì mình phải skip chứ. Mình phát ra được nè. Yeah, may mà mình còn giữ một cái lượt ở đây, mình còn tỉnh táo nha. Đấy, ok, đây mình giữ được là mình sẽ còn 4 lượt nữa, 4 lượt đánh trong đấy nữa. Trời ơi, đó, lại làm tới 3 cái này nè. Đấy, và sau khi làm tới 3 cái này xong là tới hình như là 2 cái hoa nhờ. Hai như là, ui, đứng luôn nè. Oh, what, cái gì vậy? Oh, unbelievable. Wow, cái gì vậy? Nãy giờ làm hơi lâu luôn, tự nhiên giờ ứng hai phát được luôn các bạn ạ. Ôi, thiệt là vãi thiệt sự. Ui, lâu lâu được pha như vậy là mừng khách lớn luôn các bạn ạ. Xem cái bông hoa thứ ba này, cái này là tâm lý thứ ba này các bạn. Bình thường á, các bạn thấy nha, làm ra hai cái này đó, cái bông thứ ba nha. Trời ơi, cái bông thứ nha, tới công chuyện với lại tôi luôn. Hai cái giờ là hoa mà mấy cái này mà ra liên tục như vậy rồi nha. Để xem nha, cái bông thứ ba đợi tới khi nào ra các bạn. Mình tính là mình tính dần ra. Ui, được luôn nè. Oh, what? Unbelievable. Không thể ngăn cản. Khoảng ba cái ngộ hen. Ba cái này á, có ba cái thôi á. Ui trời ơi, cái này cuộc đua này cũng ngộ hen. Có ba cái vật phẩm đấy. Đây lớp 3 rồi mà, lớp rồi lớp 2, lớp 3 rồi mà. Có ba cái vật phẩm. Ôi mình lỡ tay bay mất một cái kia rồi các bạn. Đấy, để đi, lỡ tay chứ. Ơi cái gì vậy? Ủa cái gì vậy? Ui, mình cứ tưởng là hai cái hoa chứ, bảy cái hoa. Ui, khoan đã các bạn. Bình tĩnh. Mới có 7 cái hoa thôi, Giờ làm tới 6 cái rồi là skip. Rồi làm xong cái này là gì nữa? Là đánh Ronan vô. Ủa vậy, ủa hoa kỳ vậy? Hoa nãy mới có 2 mà giờ hình như là sợ mình làm không được dồn á nên dồn lại hết cho mình cho 7 cái luôn. Trời ơi, đấy làm được 2 cái rồi nè. Giờ là thêm 4 cái nha, thử gọi là cho 4 chú rồng ra xem. 4 chú rồng, mỗi chú rồng một cái đi. Ui giời, vậy đúng không? Còn gì tuyệt vời hơn đúng không? Đó, nhưng mà không các bạn ạ, xem thử nha. Giờ mình test thử cái tỷ lệ chúng ta gọi là up Terra ra hoa xem như thế nào nha. Rồi chúng ta sẽ gọi là nói sâu các bạn ạ. Một nè, đấy, một phát chưa ra nha các bạn. Đó, xem mấy phát ra một bông nha. Hai nè, ui giời. Ba nè, đó. Đây là bốn nha. Bốn cái không ra nè, đó, bốn cái không ra nè. Tiếp tục thêm bốn cái nữa là tám nha. Mình xem thử là tám cái có ra được một cái không nha các bạn. Rồi sau đó là lên 12 và tới 20 cái. Tới 20 cái thì coi có ra được cái nào không. Không ra hay là ra gì thì chúng ta cũng phải gọi là kết thúc video thôi các bạn nhé. Bây giờ cũng khá là dài rồi. Đấy, đây là phát thứ 5 rồi phải không? Trời ơi, phát thứ 6 tôi đang đếm rồi nha. Nhà bắt hành gọi là đấy, phát thứ 7 nè, phát thứ 8. Đó, trời ơi. Để xem là gọi là nhà phát hành chúng ta sẽ cho cái tỷ lệ như thế nào các bạn nhé. Phát thứ 8 rồi không? Vui nha, 20 cái mà không ra một cái mà ở mới có lắp 3 là vui đó. Ok, xem thử nha. 8 rồi. Ôi đây nhiều quá. Nhiều quá gọi là không muốn bán luôn các bạn ạ. Không muốn phóng sinh luôn á. Đó, bây giờ thì là 10 cái nè. 10 cái chưa ra. 11. 11 cũng chưa luôn nè. 12 nha. 12 cũng chưa luôn nè. Đó. Khiếp chưa. Trời ơi, xem phim, mở phim lên xem các bạn ạ. Đấy, mở nhạc lên nghe, mở phim lên xem, mở radio lên mà nghe họ chuyện tu tiên. Các bạn mở gọi là audio nghe chuyện Vĩnh Sinh đó. Ngày xưa mình sẽ nghe hay lắm đó các bạn, mình nghe tới 2 lần luôn. Đang tính nghe lần thứ 3 mà cái voi cũ biến mất rồi. Mà hay lắm các bạn ạ. Đấy, các bạn cày bộ Vĩnh Sinh rồi các bạn đua Harris trong vòng 14 ngày là
chúng ta sẽ gọi là nói chung là trên con đường tu tiên luôn các bạn ạ. Đấy, nghe audio đó, đó rồi 12 không, bây giờ là 13 nè, 14 rồi đấy, bắt đầu đấy, 15 rồi nha, bất giỡn nha, 16, ok, 4 chu rồng cuối cùng các bạn nha. Câu trả lời của chúng ta đây các bạn, 4 chu rồng cuối cùng đây, là 20 chu rồng mà không ra được một cái bông thì có thể là do trước đó mình đã ra được hai cái bông rồi nên giờ là nó sẽ như kiểu là thất thường ấy. Nhưng mà có lúc nhiều khi chúng ta 4 chu rồng nha, mình đặt ra một lần được hai bông hoặc là được 3 bông. Đấy, 4 bông thì hơi khó, nhưng mà 3 bông thì mình đã từng rồi nha. Đấy, nhưng mà đó là cuộc đua nào chứ. Ui, phát thứ 17 nha các bạn, phát thứ 17. Khoan. 17, 18, 19, 20 đúng rồi, 17. Rồi, phát thứ 17 là ra được nè. Nói chung là trong vòng 20 phát chúng ta đã được một phát rồi đó. Đấy, ok nha các bạn. Rồi, và có lẽ video của mình đến là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Có những thông tin gì mới mình sẽ cập nhật với các bạn nha. Các bạn nhớ like video và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Bye bye. Chia sẻ cho thầy luôn. Các em, chia sẻ cho thầy đi.